Xin chào các bạn, thời gian gần đây thì có khá nhiều bạn thắc mắc với mình về cái vấn đề là làm thế nào để có thể lựa chọn được một cái điện thoại có thể chơi Liên Quân Mobile ở 60fps. Thì cách đây khoảng hơn 2 tháng mình đã có làm một cái video rồi, và hôm nay thì mình sẽ chi tiết hơn và cụ thể hơn cho các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết, hiện nay thế giới điện thoại smartphone nó sẽ có hai dòng chủ yếu, đó chính là iOS và Android. iOS thì là những cái dòng máy iPhone như vậy, thì iPhone luôn luôn cho cái hiệu suất chơi game Liên Quân Mobile rất là tốt. Các bạn có thể lựa chọn các dòng iPhone 7 Plus hoặc 8 Plus, thì giá thị trường hiện nay của nó là khoảng từ 5 cho tới 8 triệu đồng. Thì mình thấy cái dòng này là có thể chơi game rất là tốt. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó đó chính là cái thời lượng pin của hai cái dòng 7 Plus và 8 Plus này thì nó không có quá nhiều, không có quá cao. Cũng như là cái màu sắc trên màn hình thì nó sẽ không có được đẹp, tại vì là hai máy này thì đều sử dụng màn hình chỉ có độ phân giải là HD mà thôi. Còn lại thì đều rất là ok. Còn về thế giới Android thì sao? Rất nhiều các hãng, rất nhiều các nhà sản xuất, và chúng ta sẽ có 4 cái CPU chính mà các hãng sử dụng nhiều. Nó chính là Exynos của Samsung này, có Kirin của Huawei, có Snapdragon và có thêm MediaTek. Đây là 4 cái thương hiệu CPU mà mình thấy là rất là phổ biến trên thị trường hiện nay. Còn về GPU thì chúng ta sẽ có là Mali này, sẽ có PowerVR này, sẽ có Areno này. Đó là những cái dòng GPU rất là phổ biến. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái thiết bị nào đến từ nhà sản xuất nào có thể chơi được ở 60fps tựa game Liên Quân Mobile. Thì như các bạn cũng đã biết, có những cái thiết bị cũ hơn thì đã có rất nhiều các YouTuber hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng các cái phần mềm như fake GPU để mà nó có thể đạt được 60fps. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích cách làm này, tại vì khi mà Garena quét cái account của các bạn thì rất có thể là họ sẽ xóa hoặc là họ sẽ khóa cái account đó của các bạn lại, do là nghi ngờ mình cheat, mình gian lận hoặc là mình hack. Thì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn cày tướng này, mua skin và rất nhiều thứ khác nữa. Vậy thì ngay từ đầu, nếu chúng ta lựa chọn được một cái dòng sản phẩm nó phù hợp để mà chơi Liên Quân Mobile mùa 15 thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tốt nhất với những cái thiết bị mà mình mua về và có thể chơi ở 60fps một cách rất là mượt mà và trơn tru. Vậy thì hãy cùng mình theo dõi tiếp video này để mà mình sẽ tư vấn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mà có thể chạy được ở 60fps từ game Liên Quân Mobile. Và các bạn lưu ý giúp mình là những cái sản phẩm này thì là mình tham khảo ở trên website của thế giới di động.com, tức là những cái sản phẩm ở hàng chính hãng. Còn đối với những cái mặt hàng sách tay thì các bạn có thể dựa vào cái video này để mà mình có thể lựa được một cái sản phẩm ưng ý nhất cho mình khi mà các bạn muốn mua một cái máy về để chơi Liên Quân Mobile. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn mình tư vấn thêm những cái thiết bị để chơi các tựa game khác như là Free Fire hay là PUBG Mobile thì vui lòng để lại comment ở phía dưới, mình sẽ tiến hành test thử ở trên các dòng máy đó và đưa cho các bạn những cái nhận xét, những cái đánh giá của mình nha. Rồi, xin chào các bạn, đây là trang chủ của Thế Giới Di Động nha. Thì bây giờ thì mình sẽ đi qua từng hãng một nha các bạn. Đầu tiên là về iPhone thì như mình nói là iPhone, các bạn có thể lựa chọn iPhone 7 Plus hoặc là iPhone 8 Plus thì nó sẽ tốt cho cái trải nghiệm chơi game hơn. Cái việc sử dụng các cái dòng như iPhone X, XS, XS Max gì đó hay là iPhone 11 Pro Max gì đó thì nó sẽ làm giảm cái trải nghiệm chơi Liên Quân Mobile, tại vì là nó sẽ khi mà thao tác nó sẽ không được thoải mái lắm nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi từ từ nha, từ Samsung. Rồi, Samsung thì các dòng sau sẽ không thể mở được 60fps nha. Đó chính là Samsung Galaxy A01 Snap 439 quá yếu, A11 không được luôn. Rồi, A10s không được, A20s không được nha các bạn, A21s cũng không được luôn. A21s chỉ mở được 30fps thôi, tại vì con này dùng con GPU là Mali G52. Con này cũng tương tự luôn. A30s nha, con này mở được 60fps, chơi game khá là mượt mà. Con này sử dụng con GPU là Mali G71. Nhưng mà Samsung Galaxy A31 này không mở được, chỉ mở được 30fps thôi. Còn lại là từ dòng này trở lên là mở được hết nha. Tức là đối với dòng Samsung, những dòng không mở được 60fps sẽ là A31, A21s, A20s, A10s, A11 và A01. Đó chính là 4 dòng Samsung mà chúng ta sẽ
không thể mở được ở 60fps. Còn đối với Oppo thì sao? Các dòng không mở được sẽ là Oppo A1K, Oppo A12 và A31 mở được ở 60fps. Tuy nhiên thì khi chơi nó sẽ không có ngon nha, nó hay bị tình trạng drop FPS, không khuyến khích mua. Tại vì con nó xài con GPU là Power VRGE8320. Con này thì mình đã từng test rồi, bị drop FPS rất là kinh. Còn lại của Oppo thì là được nha các bạn. A52 được này, A92, A9 được luôn, Oppo A91 được, Reno 2F được, Reno 4, Reno 3, tất cả những dòng dưới này đều được hết nha. Tức là Oppo sẽ có những dòng sau không mở được 60fps, A1K, duy nhất A1K nha các bạn. Còn như mình nói, Oppo A12 và A31 thì mở được ở FPS cao, tuy nhiên nó sẽ bị drop khá nhiều, không nên mua. Rồi, đến Xiaomi thì sao? Xiaomi, những dòng sau sẽ không thể mở được ở 60fps nha các bạn. Redmi 9A không mở được, 8A không mở được, 9C không mở được, Redmi 8 không mở được, Redmi 9 cũng không mở được. GPU này sử dụng con chip là Helio G80, một con chip rất là mạnh, chuyên game. Tuy nhiên thì do cái GPU của nó chỉ là Mali G52 nên là sẽ không thể mở được ở 60fps. Redmi Note 8 này mở được này, Mi A3 được, Note 7 được. Redmi Note 9 cũng sẽ không mở được Lenovo Mobile ở 60fps do con GPU của nó nha các bạn. GPU cũng là Mali G52 luôn, rất là đáng tiếc. Một con chip rất là mạnh, tuy nhiên đi kèm với một con GPU mà không thể mở được ở FPS cao. Rồi, những dòng còn lại thì đều được hết. Như vậy mình sẽ liệt kê cho các bạn một số dòng nha. Đầu tiên đó chính là con Redmi Note 9, rồi không mở được. Con Redmi 9 không mở được, Redmi 8, Redmi 9C và con Redmi 8A, Redmi 9A là sẽ không mở được ở 60fps. Tiếp theo thì sẽ đến Vivo. i91C không mở được, i1S không mở được, i11 không mở được FPS cao, U10 được, i30 được, nhưng mà P35 bị drop FPS, không muốn khích mua. i19 cấu hình rất mạnh nhưng mà Helio P65 sử dụng con GPU là Mali G52 cũng không thể mở được 60fps. i50 được. Rồi, như vậy là đối với dòng Vivo thì các bạn sẽ bỏ qua giúp mình những dòng sau: Vivo i19, Vivo i30, Vivo i11, Vivo i1S và Vivo i91C. Những dòng này sẽ không thể mở được ở 60fps. Tiếp theo, Realme. Rồi, Realme C3i không được, Realme C11 cũng không được, C3 không được, 5i thì được nha, 5i này được, 5i này mở được 60fps này, không được. Realme 6i cũng không được luôn, như mình nói, con CPU Helio G80 rất mạnh, tuy nhiên GPU của nó thì sẽ không thể nào mở được ở 60fps liên combine 115. Còn lại thì là được. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể loại ra một số các cái máy Realme không nên mua để chơi Lenovo Mobile. Thứ nhất là Realme 6i. Tiếp theo là C3. Rồi chúng ta sẽ có C11 và C3i. Là những dòng Realme không nên mua để mà chiến Lenovo Mobile mùa này. OnePlus thì khỏi nói nha các bạn, cấu hình cực kỳ cao nên là mình sẽ bỏ qua. V Smart thì chỉ có duy nhất một máy là có thể chơi được Lenovo Mobile ở 60fps, đó chính là con V Smart Active 3, sử dụng con chip Helio P60, GPU là Mali G72. Duy nhất con này là có thể chơi được Lenovo Mobile ở 60fps, còn lại là không chơi được. Rồi, xem còn dòng nào nữa không. Nokia thì cũng chỉ có duy nhất một máy rồi các bạn. Chỉ có duy nhất máy là Nokia 5.3 là sẽ chơi được Lenovo Mobile ở 60fps, tại vì nó dùng con chip là Snapdragon 665. Con chip này chơi được ở 60fps nha các bạn. HealthWay thì sao? Rồi, với Huawei thì những con máy này sẽ không thể chơi được ở 60fps, đó chính là i6P, P30 Lite,
mặc dù rất là mạnh nhưng cũng không chơi được. Y9S không chơi được luôn. Nova 7i cũng không chơi được. Rồi từ Nova 5T trở lên là mới chơi được ở 6 FPS nha các bạn, tại vì con này sử dụng con chip và con GPU là Mali G72 thì phải. Kiểm tra lại. Mali G76, con này sẽ chơi được Ninco Mobile ở 6 FPS nha các bạn. Tức là từ con 5T trở lên này, 5T này, P40 và P40 Pro là sẽ chơi được. Mà cá nhân mình thì mình sẽ không lựa chọn Huawei, tại vì nó không có các cái dịch vụ của Google. Rồi những dòng còn lại như Mobile, Intel hay Mustang là mình sẽ bỏ qua nha. Tại những dòng này là những dòng rất là yếu các bạn. Nhưng cái máy này thì chắc chắn là không chơi được đâu. Như vậy thì mình đã tổng kết cho các bạn nha, những dòng máy nào chơi được và những dòng máy nào không chơi được. Thì các bạn lưu ý giúp mình, khi mà chọn những cái dòng máy có chip Snapdragon thì chọn từ 660 trở lên sẽ chơi được. Khi mà chọn những dòng máy sử dụng chip Exynos thì chọn những dòng có GPU là Mali G7X trở lên là chơi được. Và khi lựa chọn sử dụng những dòng máy của Huawei thì chọn từ Kirin 810 trở lên là chơi được. Rồi còn gì nữa ta? Xiaomi thì các bạn né giúp mình những cái dòng MediaTek G85 trở xuống, 85, 80, G70, G35 đều không chơi được nha. Oppo thì cũng tương tự thôi. Tức là mình sẽ né những dòng Oppo có chipset là Helio P35, một con chip cực kỳ yếu. Rồi, trên đây là một số các cái hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn được những cái máy có thể chơi Ninco Mobile ở 60fps trong mùa 15 này. Anh em còn bất kỳ thắc mắc gì thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu anh cảm thấy video hay và hữu ích, nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Nóng TV.